Hello, chào mọi người. Khá là lâu rồi mình không ra video ha. Thì ở video này mình hướng dẫn cho các bạn một cái tip trick khi mà các bạn xuất bản vẽ ha trên phần mềm SolidWorks. Thì các bạn chú ý là lúc mà các bạn xuất bản vẽ thì các cái body này, nó ở các mặt cắt mà xéo ha, thì các bạn xuất ra thì nó bị xiên xẹo ra các cái khương, các cái góc khác nhau. Thì mình có một cái tip trick hướng dẫn các bạn xuất ha, có một cách đơn giản ha. Thì đây mình xuất ra này, bản số xuống ha, chọn là Make Drawing You From Back, chọn khối giấy này. Các cái video mà hướng dẫn tạo template các thứ thì các bạn xem ở các video khác ha, và các cái video bóc tách bản vẽ thực tế thì các bạn có thể xem lại. Ok, đây mình hướng dẫn cho các bạn một tip trick. Lúc bạn xuất này thì bạn chọn drawing này, bạn chọn là model view đúng không, thì bạn chọn cái bột của mình này, rồi bạn chọn vào cái thẻ đó chính là reference confidence, có nghĩa là các bạn chọn thứ nhất là chọn các cái confidence, các cái config của nó tạo các cấu hình ấy. Hoặc là bạn chọn là select body, là chọn các cái body riêng riêng biệt ha. Thì đây bạn chọn là select body này, thì bạn chọn vào các cái body, ví dụ như bây giờ mình xuất các cái body là nó bị xiên này, ví dụ như cái tấm gần này thì mình kích vào ha, mình chọn vào body này, mình tích ok này. Đấy thì lúc mà xuất thì các bạn để ý nó đang ở các cái hướng xéo ha, nó bị xéo này, là mình để tỷ lệ chào cho bạn thấy theo cái body của mình nó đang bị xéo, có nghĩa là lúc mà bạn chọn body á thì nó sẽ chọn vào cái body và nó chọn đúng cái hướng bạn hướng mà bạn tạo các viền dạng phác thảo luôn. Vì vậy là nếu các bạn để như thế này xuất ra file cắt laser thì chắc chắn nó bị sai kích thước nhé, bị sai kích thước. Vì vậy các bạn chú ý là lúc mà các bạn xuất 2D thì các bạn phải đưa về các hướng nhìn vuông góc ha, có nghĩa là mình nhìn nhìn trực quan vào như thế này nó đang bị xiên, có nghĩa là hướng nhìn này nó đang hướng nhìn 3D thì các bạn phải đưa về hướng nhìn vuông góc ha, trực diện của mình. Ở đây bạn chọn vào phần một cái công cụ lệnh trong phần drawing, đó chính là công cụ relay ha. Bạn chọn vào công cụ này cho mình. Thì bạn chọn vào công cụ này thì bạn nó hỏi bạn, đó chính là bạn chọn vào một cái bạn chọn vào cái hình chiếu của nó nhé. Bạn chọn vào hình chiếu kích vào này thì nó sẽ tự động quay về môi trường bạc của bạn. Thì đây bạn chọn là ở đây bạn sẽ chọn là select body ha. Và bạn chọn vào cái body hồi nãy mình bạn chọn. Và bạn để ý cho mình hai thẻ. Thẻ thứ nhất đó chính là bạn chọn hai hướng nhìn ha. Thứ nhất là chọn mặt phẳng hướng nhìn trực diện vào này, đây mình sẽ chọn hướng nhìn trực diện là mặt này này, đấy giờ chọn vào nó màu xanh, tiếp tục là mặt nhìn vuông góc với nó ha, có hai mặt bạn sẽ chọn vào hai mặt, thứ nhất là cái mặt nhìn trực quan vào này, đấy mình trực quan mình nhìn thẳng vào này, mặt thứ hai là chính là mặt vuông góc với cái mặt đó ha, đấy hai mặt vuông góc với nhau, bạn tích vào ok, đấy thì bạn kích ra màn hình này, bây giờ mình tăng tỷ lệ cho bạn xem thử ha, đây bạn số xuống này, bạn chọn tỷ lệ là ví dụ như bây giờ mình để tỷ lệ 1:2 đấy cho nó to đi, đấy thì bạn để ý theo sự khác biệt giữa hai đối tượng ha. Đây mình đi thử này, đấy theo kích thước nó khác, các bạn chú ý là phải đưa về hướng nhìn 2D thì nó mới chuẩn xác được theo ạ. Đấy thì bây giờ mình xóa cái hình chiếu này đi, đây mình đi kích thước thôi, đấy và mình lấy thêm một cái hình chiếu để biết thêm cái độ dày cái bảng gần này là bao nhiêu, được chưa, rất là đơn giản đúng không ạ. Bạn chú ý là phải đưa về cái hướng nhìn vuông góc của mình ha thì nó mới chính xác được. Ok, đây mình cài các phím tắt và mình dim cho nó ha. VH, Horizontal và các hướng dim của nó thôi. Horizontal và Vertical ha. Ngoài ra còn Smart Dimension, nó có tự động. Các bạn có thể tạo phím tắt cho nó. Ok chưa? Đây, rồi tiếp tục mình sẽ lấy thêm các hình chiếu và chọn vào Model View tiếp. Bạn chọn vào, nếu mà bạn chưa ấy thì bạn chờ Browse phần dẫn đến cái file bạc đó ha. Còn không rồi thì bạn cứ chọn vào cái phần này, nó có sẵn rồi. Rồi bạn chọn Select Body này, tiếp tục bạn chọn vào cái gần này chẳng hạn này, chọn vào. Đây bạn thích ok này, nó đang bị xéo này, đúng không ạ? Xéo, bây giờ bạn chỉ cần chọn vào hình chiếu, thứ nhất có hai cách, thứ nhất là bạn chọn vào hình chiếu trước này. Rồi bạn chọn hoặc là bạn chọn vào hình chiếu trước này, bạn chọn Relay View tự động nhảy qua luôn. Hoặc là bạn chọn lệnh đó rồi bạn quay về cũng được ha. Rồi bạn chọn Select Body này, bạn chọn vào cái body bạn vừa chọn này. Tiếp tục bạn chọn hai mặt, mặt thứ nhất là mặt nhìn trực quan này, mặt thứ hai là mặt vuông góc, thì bạn có thể kích trực tiếp vào mặt vuông góc là mặt dưới này vẫn được ha, có nghĩa là hai mặt, một mặt trực quan và một mặt là vuông góc của nó này, thì ok này. Đấy, theo ạ, rồi bạn kích ra ngoài màn hình này. Đấy, rồi bạn xóa cái hình chiếu cũ đi này, delete này, chọn vào hình chiếu xóa này, rồi bạn chọn tỷ lệ này. Đấy, rất là đơn giản, các bạn làm tuần tự như vậy ha. Đây mình cho tỷ lệ là 1:2 đi, đấy hoặc là 1:1 ha, rất là đơn giản, cứ chọn tuần tự như vậy ha. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình dim. Đấy, bảng gần 50x50 ha. Và bây giờ vật liệu của nó thì bây giờ mình chỉ việc là xuất ra thôi. Đấy, xuất ra file laser và cắt ha. Và mình
và mình hàn là được. Bạn có thể coi lại các video bóc tách, bạn đã thực tế mình đã chỉ dẫn rất kỹ rồi. Đây, tiếp tục mình chọn một cái công cụ và một cái khác chẳng hạn, ví dụ như bây giờ mình chọn là cái chống y này chẳng hạn, tích vào ha, chân y này đi, tích vào, tích ok. Đấy, cái chân đôi này nó bị xéo thì các bạn đi thì nó bị sai kích thước ha. Luận chú ý là bạn chọn vào hình chiếu này, chọn vào lệnh, rồi chọn vào phần select body này, chọn vào body đó này, rồi chọn vào mặt phẳng nhìn trực diện này, rồi mặt phẳng vuông góc với cái hai mặt phẳng này vuông góc với nhau này, kích ok này, rồi kích ra đây ha, rồi xóa hình chiếu cũ đi. Rồi bạn ngoài ra bạn có thể xoay ha, xoay nó này, đây đang để theo phương thẳng đứng, bạn không muốn theo phương thẳng đứng bạn có thể xoay phương ngang. Ở đây bạn chọn vào lệnh là rotate view ha, bạn nào mà chưa có công cụ này ngoài màn hình thì các bạn lôi nó ra, bạn chọn vào ô cài đặt này, option này, số xuống chọn là customize này. Ở đây bạn sẽ chọn vào thẻ là thẻ command cho mình ha, command, rồi bạn kéo xuống cho mình đó chính là phần là standard view, ok, phần view ha, phần view ha, phần view này, và bạn để ý có thẻ công cụ đó chính là thẻ công cụ rotate view, bạn kéo ra ngoài, còn chưa có thì bạn như việc giữ chuột trái bạn kéo thả ra ngoài thôi, còn nếu mà có rồi bạn kéo, bạn giữ chuột trái bạn kéo bạn thả ngược lại ha. Đây, ok chưa, sau đó bạn nhấn ok, nhấn apply là nó sẽ tự động nhận cho bạn. Ok, thì ở đây mình sẽ tăng tỷ lệ lên này, cho bạn dễ nhìn này, đây mình sẽ tỷ lệ là 1:5 nha, đấy tỷ lệ đang rất là lớn ha. Bây giờ mình không muốn theo phương thẳng đứng nữa mà mình muốn là cho nó xoay 90 độ theo phương ngang thì bạn chọn vào hình chiếu này. Bạn chọn vào lệnh là rotate view này, đây thì bạn nhập góc vào, hoặc là bạn có thể chọn lệnh trước rồi sau bạn chọn vào hình chiếu sau vẫn được nha. Ok, bạn nhập góc này 90 độ này, 90, 180, 270, 360, đó là những cái góc mà theo hướng vuông góc nhìn của mình. Đây bạn có thể nhập các cái góc độ cho nó hợp lý. Ok, nhấn apply đây, được chưa? Đó, mình để theo phương ngang này. Rồi bây giờ thấy cái hình chiếu này nó đang khá là lớn thì bạn chọn vào phần drawing, bạn chọn là grid view ha, cắt nhỏ nó lại ha. Giờ đây có rất là nhiều kiểu cắt thì bạn có thể chọn các cái phương pháp cắt theo cái ý của mình ha. Ok, và bạn chọn cái khoảng hở crop của nó, khoảng hở bằng 1 chẳng hạn. Ngoài ra có hai kiểu cắt, thứ nhất là cắt theo hướng ngang và cắt theo hướng dọc ha. Ở đây mình đang cắt theo hướng ngang, tích ok. Rồi, tiếp tục lấy hình chiếu này, sổ một cái hình chiếu ngang đây ha. Đây để biết là cái thanh là IU hay là thanh H ha. Để đây mình sẽ chiếu nó ra. Bây giờ mình chỉ việc dim thôi. Đây dim thì bây giờ mình phải dim cho nó là cái chiều dài tổng thể là cây y bao nhiêu, hoa chiều dài y bao nhiêu, và mình sẽ xén góc hai bên là bao nhiêu. Đây thì không, người ta sẽ cần kích thước đo là người ta đim thôi, được chưa? Rồi người ta mình có thể đim thêm là cái thanh y này là thanh y bao nhiêu ha, y 5 x 75 hay là thanh y bao nhiêu đó, rồi bề dày vật liệu của nó là bao nhiêu đó, để mà người ta có thể là lên danh sách vật tư, được chưa? Đó. Đó, rồi các bạn cứ làm tần tự như vậy ha, các bạn cứ chọn là vào chi tiết đó này, rồi bạn chọn là đây, rồi bạn chọn ra ngoài ha, đó đó là cái chi tiết của mình, thì bạn có thể quay về môi trường bảng này đó. Rồi, các bạn cứ làm tần tự bóc tách từng chi tiết như thế này ha, bản số cái thẻ là cắt list này ra, bạn sổ xuống này, đấy, nó sẽ tự động gom các cái chi tiết giống nhau này, rồi bạn như việc rename, bạn đổi tên và bạn xuất nó ra ha. Ok, đấy là cái phương pháp bóc tách bản vẽ và một cái công cụ lệnh mình hướng dẫn cho bạn, đó chính là công cụ Relay View này. Rồi sau đó là bạn xuất hết hoàn toàn bộ xong thì bạn chọn Model View và chọn đối tượng nó ra này. Rồi đây, thì khi mà bạn xuất kiểu này á thì các bạn chú ý ha, ý cho mình một số cái lưu ý, thì các bạn muốn xuất bảng bom table á thì các bạn phải chọn vào lệnh Annotation này, chỗ xuống chọn là lệnh không phải là Build of Material nữa. Build Material là đối với các cái file lắp nha, đây, các file lắp này. Bây giờ bạn muốn xuất là dưới dạng là bảng bảng bom dưới dạng file bạc thì bạn phải chọn là View mình cắt list ha. Đối với trường hợp này thì các bạn chú ý là các bạn phải tách body ra hết rồi ha. Còn nếu mà không tách body, một body các bạn cộng group lại thì nếu một body thì nó chỉ có một chi tiết thôi. Các bạn tách nhiều body thì nó sẽ có trong cái bảng này. Được chưa? Chọn hình chiếu, tích ok. Rồi, ok và insert thêm thôi. Đấy. Insert thêm cột vào ha. Insert column right. Đấy, và bạn chọn vào cắt list in tên em ha. Rồi bạn đổi tên thôi. Đấy, thì đó là cái cách mà mình xuất ha. Ngoài ra bạn có thể xoay đổi các hướng góc vân vân để làm sao cho người ta dễ nhìn nhất. Đấy.
Đó là một công cụ lệnh trong phần này mình hướng dẫn cho các bạn ha. Các bạn có thể tham khảo công cụ lệnh này cho nó thuần thạo. Mà mình thường là dùng mấy công cụ lệnh này rất là nhiều trong thực tế xuất bản vé ha. Chúc các bạn thực hiện thành công.